Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình tối nay thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019 có những nội dung chính sau đây. Lễ báo công kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo dân vận tại điểm di tích Khấu Lấu, Vực Hồ, thôn Bồng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Tuyên Quang hiện có trên 1.600 doanh nghiệp. Năm 2018, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt gần 28.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 1.000 tỷ đồng, gần 46.000 lao động được giải quyết việc làm với thu nhập ổn định. Huyện Na Hàng thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế du lịch gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc. Trong phần tin quốc tế, Nhật Bản, Hàn Quốc tham vấn trong khuôn khổ WTO để hóa giải bất đồng. Sáng nay, tại điểm di tích Khấu Lấu, Vực Hồ, thôn Bồng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Ban dân vận tỉnh ủy đã tổ chức lễ báo công kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo dân vận 15 tháng 10 năm 1949, 15 tháng 10 năm 2019, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 20 năm ngày dân vận của cả nước 15 tháng 10. Dự lễ báo công có các đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên trưởng Ban dân vận Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chuyên trách, Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Phùng Quang Đông, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Sơn Dương, Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy thành phố Tuyên Quang. Cách đây 70 năm, tại địa danh Khấu Lấu, Vực Hồ, thôn Bồng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo dân vận nổi tiếng với bút danh XYZ. Tác phẩm có nội dung ý nghĩa to lớn và quan trọng trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, là kim chỉ nam cho hoạt động công tác dân vận của Đảng và Nhà nước ta. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trong những năm qua, công tác vận động quần chúng nói chung, phong trào thi đua dân vận khéo nói riêng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các mô hình dân vận khéo được các cơ quan đơn vị đăng ký gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có trên 12.000 mô hình, nội dung việc làm điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, có nhiều điển hình tiêu biểu, có sức lan tỏa rộng rãi, được các cấp ủy đảng công nhận, nhân dân hưởng ứng, mang lại hiệu quả tích cực trong đời sống xã hội. Liên tiếp trong 3 năm, từ 2016 đến 2018, tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, thực hiện đúng lộ trình nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương nhấn mạnh, Tuyên Quang là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử cách mạng. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945 là thủ đô khu giải phóng, trung tâm lãnh đạo tổng khởi nghĩa, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang vinh dự là thủ đô kháng chiến, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và hầu hết các bộ ban ngành, cơ quan trung ương đặt trụ sở làm việc, lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Thực hiện tư tưởng của Bác về công tác dân vận, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đã vận dụng sáng tạo quan điểm, tư tưởng về công tác dân vận được nêu trong bài báo Dân vận của Bác bằng các chương trình việc làm cụ thể, đã phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đã đạt được những kết quả to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị, hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, hướng đến mục tiêu, đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Tập trung làm tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, trọng tâm là nâng cao chất lượng, phát huy vai trò sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, giữa các vùng miền, quan tâm đến đối tượng yếu thế trong xã hội, tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phát huy vai trò tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng theo hướng có trọng tâm, thực chất, hiệu quả hơn, quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng
phải có cơ chế chính sách động viên đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, dân vận. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng quỹ khuyến học cho thôn Bồng, Ban dân vận Trung ương, Ban dân vận tỉnh tặng quà cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Bồng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Trước đó, các đại biểu tham dự buổi lễ đã đến dâng hương tại Lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ cuối tháng 5 năm 1945 đến 22 tháng 8 năm 1945, chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Dâng hương tại đỉnh Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội họp từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 1945, thông qua lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền và 10 chính sách lớn của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng, tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch, và quy định quốc kỳ, quốc ca của nước Việt Nam, và cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời thề quyết tâm giành độc lập dân tộc. Chiều nay, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thắng, thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương và khảo sát một số địa điểm để quy hoạch khu cụm công nghiệp tại xã Ninh Lai và xã Phúc Ứng. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và huyện Sơn Dương. Nhận thấy nhu cầu sử dụng gỗ ván ép của thị trường trong nước và quốc tế tăng cao, năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thắng lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gỗ ván ép với công suất 100 mét khối một ngày từ gỗ rừng trồng nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao có sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập trên thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường với tổng kinh phí đầu tư trên 22 tỷ đồng, trong đó máy móc thiết bị trên 12 tỷ đồng. Tháng 8 năm 2019, dây chuyền sản xuất ván ép của công ty đã đi vào sản xuất, kịp thời đáp ứng các đơn đặt hàng xuất khẩu. Với dây chuyền sản xuất ván ép xuất khẩu và dây chuyền sản xuất gạch tuy nền công suất 10 triệu viên một năm đã tạo việc làm cho hơn 200 lao động tại địa phương, thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng một người một tháng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Minh Huấn lưu ý, công ty tiếp tục đầu tư đổi mới dây chuyền sản xuất theo hướng hiện đại để cho ra đời sản phẩm chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã, đáp ứng tốt yêu cầu nội tiêu và xuất khẩu. Sản xuất kinh doanh cần phải gắn chặt với các hoạt động bảo vệ môi trường, quan tâm chế độ chính sách cho người lao động và tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tích cực phối hợp với các sở ngành của tỉnh giải quyết, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động. Cũng trong chiều nay, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Minh Huấn cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Sơn Dương đã đi khảo sát một số địa điểm để quy hoạch khu cụm công nghiệp tại xã Ninh Lai và xã Phúc Ứng. Đồng chí giao các sở ngành liên quan, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh và huyện Sơn Dương nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp về địa điểm, đảm bảo về môi trường và nguồn nhân lực. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu giải thưởng doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu lần thứ 3 năm 2019. Dự buổi lễ có các đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu và giải thưởng doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh, Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bùi Trung Nghĩa, Ủy viên Ban Thường trực, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành, huyện, thành phố và gần 400 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong toàn tỉnh. Tại buổi lễ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trao tặng danh hiệu giải thưởng doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu lần thứ 3 năm 2019 cho 8 doanh nhân và 9 doanh nghiệp, ghi nhận những đóng góp của các doanh nhân doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp cho ngân sách địa phương, thực hiện nghĩa vụ với người lao động, tham gia tích cực các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nhân dịp này, 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tính đến thời điểm 31 tháng 8 năm 2019, tỉnh Tuyên Quang có trên 1.630 doanh nghiệp chi nhánh trực thuộc công ty nhà nước với số vốn đăng ký trên 16.888 tỷ đồng. Có 863 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, chiếm tỷ lệ 52,9%. 705 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, chiếm tỷ lệ là 43,2%. 63 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, chiếm tỷ lệ 3,8%.
Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt trên 27.730 tỷ đồng, tăng 40,6% so với năm 2016. Trong 3 năm 2016-2018, các doanh nghiệp đã đóng góp cho ngân sách địa phương với tổng số tiền trên 3.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách năm 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên 1.100 tỷ đồng, tăng 22,1% so với năm 2016. Cũng trong năm 2018, đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào GRDP của tỉnh là 14%, tăng 12,8% so với năm 2016. Các doanh nghiệp đã tạo việc làm cho trên 45.900 lao động với thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng một người một tháng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Thực khẳng định, trong những năm qua, đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh và phát triển. Từ thực tiễn sản xuất kinh doanh và những hoạt động vì cộng đồng, các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đã khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, cùng với ghi nhận biểu dương những thành tích đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua và trao tặng danh hiệu Giải thưởng Doanh nhân Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2019. Đây còn là dịp để lắng nghe các ý kiến góp ý, hiến kế và tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp nhằm tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục phát triển hơn nữa. Đồng chí đề nghị các tập thể cá nhân được tôn vinh và khen thưởng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chia sẻ, lan tỏa những kinh nghiệm tốt, liên kết hỗ trợ để cùng phát triển. Các sở ban ngành, huyện, thành phố nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với cái việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh ấy, thì chúng ta cố gắng là thực hiện đúng phương châm của cái quyết định thành lập Ngày Doanh nhân Việt Nam 2004. Đó là cùng với phát triển kinh doanh thì chấp hành pháp luật về rồi là thực hiện các chế độ đối với người lao động, xây dựng những quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, rồi xây dựng cái mối quan hệ lao động, tức là doanh nghiệp có văn hóa, doanh nghiệp chấp hành kỷ cương, chấp hành kỷ luật trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện đúng cái phương châm như vậy, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, tiên phong trong đầu tư, tham gia các chương trình dự án, đặc biệt những chương trình dự án vùng sâu vùng xa, phát huy mạnh mẽ vai trò của hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nhân trẻ để tiếp tục đổi mới hơn nữa cái nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động để doanh nghiệp, doanh nhân tham gia sâu hơn nữa trong quá trình xây dựng, kiến tạo và phát triển xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục năng động, sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025. Chiều nay mùng 10 tháng 10, Công đoàn viên chức tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2019. Công đoàn viên chức tỉnh Tuyên Quang hiện có gần 1.600 nữ đoàn viên công đoàn, trong đó có gần 120 chị có trình độ thạc sĩ, 22 chị có trình độ tiến sĩ. Nhiều chị đang giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan đảng, nhà nước. Trên mọi cương vị công tác, các chị đều nỗ lực học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực tham gia các hội thi, phong trào do các cấp công đoàn phát động. Trong những năm qua, đã có hàng chục lượt cá nhân tập thể được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và công đoàn các cấp. Số chị em đạt các danh hiệu chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến ngày một tăng lên. Nhân dịp này, các chị em đã được nghe chuyên gia nói chuyện chuyên đề về xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, tư vấn giúp chị em chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, qua đó thể hiện sự quan tâm và trân trọng của công đoàn viên chức tỉnh đối với những đóng góp cống hiến của chị em trong thời gian qua. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức đoàn đi thực tế sáng tác tại các xã của huyện Yên Sơn. Tham gia đoàn đi thực tế có các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí. Tại các buổi đi thực tế, đoàn đã được lãnh đạo huyện, lãnh đạo các xã trao đổi về kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới, thành quả trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Hiện nay huyện Yên Sơn có 6 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Kinh tế xã hội của huyện tiếp tục có sự phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhân dân trên địa bàn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các loại cây có múi như cam, bưởi, chăn nuôi trâu bò nhốt chuồng. Các dân tộc trên địa bàn xã luôn có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
đoàn đã đi thực tế tại một số mô hình kinh tế, mô hình giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Giao Thanh Y ở địa phương. Đây là một trong những hoạt động thực tế nhằm tổ chức cho giới văn nghệ sĩ, phóng viên đi thực tế sáng tác các tác phẩm hay, chất lượng, góp phần tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kết hợp với các sở ban ngành, các huyện thành phố để thực hiện có hiệu quả các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó góp phần tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Chị Hoàng Thị Thủy ở thôn Minh Tiến, xã Minh Hương thường xuyên thực hiện giao dịch tại Bưu điện huyện Hàm Yên. Tại đây, chị được các giao dịch viên tiếp đón và hướng dẫn tận tình. Chị rất hài lòng với các dịch vụ đang được triển khai thực hiện tại Bưu điện huyện. Tôi đến giao dịch Bưu điện Hàm Yên là làm các thủ tục rất là nhanh chóng. Các cán bộ ở đây thì rất là nhiệt tình, tôi cảm thấy rất là hài lòng. Từ đầu năm đến nay, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả gần 29.000 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Các thủ tục hành chính tập trung chủ yếu là cấp phép xuất bản tài liệu, chuyển phát hồ sơ bảo hiểm xã hội, cấp đổi giấy phép lái xe, chuyển phát chứng minh thư nhân dân, chuyển phát hộ chiếu, giấy đăng ký xe, chuyển phát lý lịch tư pháp, thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc, cấp phép đăng ký kinh doanh, thông báo đăng ký thực hiện khuyến mại và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần giảm chi phí cho tổ chức doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại cho nhân dân, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức. Chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo đội ngũ giao dịch viên và để làm sao đội ngũ giao dịch viên nâng cao hơn nữa kỹ năng trong việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc luân chuyển các cái hồ sơ sau khi tiếp nhận để đến các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh nhất và rút ngắn cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính không chỉ tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính mà còn tăng cường trách nhiệm cán bộ công chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, văn minh, hiện đại. Từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành chương trình về đích vào cuối năm nay. Hiện xã đã hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí. Ngoài tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, xã đang tập trung thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Đây là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới. Cùng nhau trồng hoa, quét dọn, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia đình. Những hình ảnh, việc làm này đã trở thành quen thuộc của người dân xã Thái Bình vào những ngày cuối tuần. Xác định tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện, nên ngay khi bắt đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy ý thức tự giác của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường nông thôn. Các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm được người dân hưởng ứng và tham gia nhiệt tình. Sau khi được triển khai công việc là tiêu chí số 17 về môi trường thì bản thân tôi cũng đã vận động bà con nhân dân tham gia đóng góp ngày công và hàng tuần vào thứ vào chủ nhật là đi làm cỏ hoa và quét dọn đường làng và họ cũng rất là đồng lòng với công việc về nông thôn mới. Bên cạnh những chỉ tiêu đã đạt như các hộ gia đình thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác đúng nơi quy định, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt trên 70%. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, lắp đặt 61 bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại 9 thôn trên địa bàn xã. Hiện nay, xã đang tập trung vận động người dân xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. 100% các thôn đã tổ chức vệ sinh đường ngõ xóm hàng tuần và trồng gần 6.000 mét đường hoa, cây xanh dọc tuyến đường chính. Chúng tôi cũng đang tập trung sâu vào cái tiêu chí về môi trường. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang tập trung vào các cái chỉnh trang nhà cửa đối với các hộ gia đình và tập trung về cái vệ sinh đường làng ngõ xóm cũng như là trồng cây trồng hoa đối với các cái tuyến đường và đặc biệt là xử lý tốt cái môi trường để đem lại cái cuộc sống thuận lợi hơn cho bà con nhân dân. Để đạt được và duy trì tiêu chí về môi trường nông thôn, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, không thể thiếu sự chung sức trách nhiệm của người dân. Hoàn thành tiêu chí này sẽ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở địa phương. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
Ngân hàng Thế giới giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam. Đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án kinh tế chia sẻ. Với trên 74 địa bàn điều tra và gần 3.200 hộ dân, cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được huyện Hàm Yên tích cực triển khai và thực hiện đến thời điểm này đã hoàn thành trên 50% kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Xã Minh Khương, huyện Hàm Yên có gần 100 hộ người dân tộc thiểu số cần được điều tra thu thập thông tin về kinh tế xã hội. Các điều tra viên và tổ trưởng đều trang bị và sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để thu thập thông tin. Tôi được cử là điều tra hai thôn, thôn Thông Bon và thôn Ngoài Khương. Thì trong quá trình thực hiện công tác điều tra thì tôi cũng đã tiến hành đi điều tra từng hộ và phỏng vấn các gia đình. Gia đình cũng nhiệt tình cung cấp thông tin đầy rất là đầy đủ. Huyện Hàm Yên có 17 dân tộc sinh sống ở 18 xã thị trấn trong huyện. Thực hiện điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, huyện Hàm Yên đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Huyện phân công 37 điều tra viên và 18 tổ trưởng thực hiện điều tra tại 74 thôn bản tổ dân phố với 3.200 hộ. Trong cuộc điều tra lần này, có 3 điểm mới quan trọng là ứng dụng công nghệ thông tin bằng cách sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để các điều tra viên hỏi và ghi chép thông tin tại hộ và sử dụng phiếu điện tử trực tuyến để thu thập các thông tin. Mẫu điều tra được cải tiến trong thiết kế với sự hỗ trợ từ các chuyên gia của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Trong khi điều tra thì cũng phát sinh một số cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên, qua cái tuyển chọn điều tra viên và cái tập huấn về nghiệp vụ, chúng tôi đã truyền tải cho điều tra viên nắm chắc về cái nghiệp vụ và kỹ thuật khi sử dụng cái điều tra trên phiếu điện tử. Cho đến thời điểm này là chúng tôi đã điều tra được trên 50% số hộ theo phương án. Về sự chỉ đạo tích cực của Ban chỉ đạo của Tổng điều tra huyện Hàm Yên và sự vào cuộc của các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể và sự quyết tâm cao của đội ngũ điều tra viên đã giúp công tác điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn huyện đang thực hiện đúng tiến độ đề ra. Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Na Hàng sẽ diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 10. Thôn Nà Khá, xã Năng Khả sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho du khách khi đến với huyện miền núi này. Thực hiện những công việc của nhà nông như làm vườn, bắt cá, làm các món ăn cùng với chủ nhà. Đó là những trải nghiệm cho du khách khi đến với homestay Anh Thư tại thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hàng. Làm homestay từ đầu năm 2019, gia đình chị Vinh đã đầu tư tu sửa nhà cửa, khuôn viên để đón tiếp khách, tạo cho khách có cảm giác thân thiện, gần gũi như đang ở chính ngôi nhà của mình. Tôi làm du lịch homestay này cũng rất là vui, du khách đến tham quan, du lịch cùng gia đình. Khi du khách đến đây cũng rất là vui. Tôi cũng rất mong muốn là ngày càng có nhiều du khách đến thăm và được trải nghiệm những món ăn đặc sản của địa phương. Khách du lịch đến với huyện Na Hàng không chỉ để khám phá sự hùng vĩ của không gian, cảnh sắc núi rừng, mà du khách đến đây còn được trải nghiệm dịch vụ du lịch cộng đồng hay còn gọi là homestay. Hai thôn Nà Khá, Nà Vai của xã Năng Khả được huyện Na Hàng chọn làm điểm xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng. Tại đây, du khách được hòa mình với cuộc sống của đồng bào sở tại, tìm hiểu những phong tục tập quán, nét văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc, được thưởng thức những món ăn bản địa. Và cùng với sự mến khách của người dân địa phương như níu chân du khách khi đến với nơi này. Tôi thấy là những cái khu du lịch ấy, là họ đón tiếp rất nhiệt tình. Mỗi lần tôi đến là tôi thấy mọi cái đều thay đổi và đáp ứng được nhiều nhu cầu hơn ấy. Trong thời gian tới thì cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tiếp tục liên hệ với Ban Quản lý Du lịch Sinh thái Na Hàng cùng với Trường Đại học Thăng Long mở các lớp tập huấn để cho các hộ gia đình có một cái hướng thực hiện cái du lịch cộng đồng tốt hơn. Thứ hai nữa là duy trì các cái đội văn nghệ, các câu lạc bộ hát then để nhằm có các cái tiết mục đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây phục vụ khách du lịch. Để khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch homestay, huyện Na Hàng đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế du lịch gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, đẩy mạnh công tác liên kết với các công ty lữ hành du lịch, quảng bá du lịch
tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch để người dân có nguồn thu nhập từ làm du lịch tại địa phương. Sáng nay mùng 10 tháng 10, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức cuộc họp trực tuyến công bố báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương. Theo tổ chức này, tăng trưởng của cả khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ giảm trong năm 2020. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Còn năm 2019, World Bank giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức là 6,6%. Cụ thể, tăng trưởng tại các nền kinh tế đang phát triển khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ giảm từ 6,3% trong năm 2018 xuống 5,8% năm 2019 do tăng trưởng xuất khẩu và các hoạt động chế biến chế tạo giảm đồng loạt. Với Việt Nam, World Bank giữ nguyên dự báo của lần công bố trước với mức tăng trưởng duy trì ở 6,6% của năm 2019 và giảm xuống 6,5% của năm 2020. Báo cáo nêu rõ những rủi ro và bất ổn mà căng thẳng thương mại có thể gây ra trong khu vực. Mặc dù có thể sẽ có một số nước có hy vọng được hưởng lợi, nhưng sự thiếu linh hoạt trong các chuỗi giá trị sẽ là rào cản với họ. Việt Nam được khuyến nghị duy trì tinh thần cải cách, tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế và môi trường kinh doanh để tiếp tục tăng trưởng bền vững, đồng thời duy trì chính sách tài khóa và tiền tệ thận trọng để tạo dư địa ứng phó với những rủi ro. Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 12 tháng 8 năm 2019. Để hỗ trợ các bộ ngành và các đơn vị liên quan triển khai đề án, sáng nay, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án kinh tế chia sẻ. Hội thảo đi sâu vào phân tích các quan điểm cơ bản được nêu trong quyết định số 999 QĐ-TTG, nhận dạng và áp dụng mô hình này trong hai lĩnh vực lớn là giao thông và ngân hàng, đề xuất các phương thức quản lý đối với các mô hình kinh tế chia sẻ nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm lợi ích các bên tham gia vào mô hình kinh tế này. Theo các diễn giả, để thúc đẩy kinh tế chia sẻ, chính phủ nên tiếp cận theo hướng cởi bỏ các điều kiện kinh doanh thay vì áp dụng các điều kiện kinh doanh gò bó của mô hình kinh doanh truyền thống lên các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Trong quá trình quản lý, nhà nước cần chú trọng xem xét các điều kiện giao dịch chung, đặc biệt trong phân định trách nhiệm các bên để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và bảo vệ đối tác yếu thế trong giao dịch. Các quan chức cấp cao của Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến vào ngày mai 11 tháng 10 sẽ nhóm họp nhằm giải quyết bất đồng giữa hai bên trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Bộ Thương mại Nhật Bản vừa xác nhận các cuộc tham vấn sẽ được tổ chức tại Geneva liên quan tới khiếu nại mà phía Hàn Quốc đã đệ trình lên WTO hồi tháng 9 sau khi Nhật Bản thắt chặt kiểm soát xuất khẩu 3 vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc. Các quan chức Nhật Bản dự kiến sẽ giải thích lý do tại sao nước này hành động như vậy. Hàn Quốc cho rằng động thái của Nhật Bản mang động cơ chính trị, phân biệt đối xử và vi phạm các quy tắc của WTO. Tuy nhiên, Nhật Bản ngay lập tức đã bác bỏ lập luận này của Hàn Quốc, khẳng định biện pháp kiểm soát xuất khẩu được thực hiện trên cơ sở an ninh quốc gia. Nếu Hàn Quốc và Nhật Bản không giải quyết tranh chấp trong vòng 60 ngày sau khi các cuộc tham vấn bắt đầu, WTO sẽ phải thành lập một hội đồng để tiến hành phân xử vụ kiện. Ngày 9 tháng 10, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế công bố những đề xuất tiếp cận chung trong vấn đề đánh thuế các hãng công nghệ lớn một cách công bằng. Đây là nỗ lực nhằm tháo gỡ xung đột giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu về vấn đề này. Hồi đầu năm, Pháp đã thông qua luật riêng về việc đánh thuế các hãng công nghệ lớn của Mỹ như Google, Apple, Facebook và Amazon. Paris cho rằng những hãng công nghệ lớn phải trả thuế cho những khoản thu mà họ có được khi hoạt động tại một quốc gia, bất kể họ đặt trụ sở ở đâu. Trong thông báo mới được đưa ra, OECD cho biết đề xuất mới của khối sẽ giúp đảm bảo những doanh nghiệp đa quốc gia quy mô lớn và có lợi nhuận cao, bao gồm cả các công ty công nghệ, sẽ phải trả thuế ở bất kể nơi nào họ có hoạt động quan trọng và tạo ra lợi nhuận. Ngày hôm qua 9 tháng 10, Ủy ban Tài chính và Thuế Hạ viện Mỹ thông báo Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg của Facebook sẽ có buổi điều trần trước Ủy ban này về dự án tiền điện tử gây tranh cãi Libra. Phiên điều trần diễn ra ngày 23 tháng 10 được cho là cơ hội hiếm có để các nhà lập pháp Mỹ chĩa mũi dùi về người đứng đầu Facebook trước công chúng, tập trung làm rõ tính pháp lý và những tác động của đồng Libra đối với dịch vụ tài chính, các quy định về Internet trong tương lai. Điều này có thể gây ra mối đe dọa cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của Facebook. Việc Zuckerberg sẵn sàng gặp các nhà lập pháp Mỹ cho thấy ông chấp nhận các quy định pháp lý sắp đến và muốn trở thành một phần của các cuộc thảo luận.
Singapore đã đánh bật Mỹ khỏi vị trí dẫn đầu trong báo cáo cạnh tranh toàn cầu thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Singapore đã vượt qua Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng năm nay nhờ ghi điểm mạnh trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, y tế, thị trường lao động và hệ thống tài chính. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu rằng dù bị Singapore vượt mặt trên bảng xếp hạng chung, nhưng Mỹ vẫn là một cường quốc trong lĩnh vực đổi mới. Báo cáo WEF cảnh báo tình trạng căng thẳng chính trị và thương mại leo thang đang gây ra bất ổn ở khắp thế giới. Theo WEF, Singapore và Việt Nam là hai quốc gia châu Á có màn bứt phá mạnh mẽ nhất trong năm nay, vì dường như hai quốc gia này được hưởng lợi từ các căng thẳng thương mại toàn cầu thông qua chuyển hướng thương mại. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 10 năm 2019. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 85%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 85%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 13 xã phường, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 85%.